Xin chào tất cả các em. Sau đây cô hướng dẫn các em học khoa học tự nhiên 9 phần hóa học, bài 25 nguồn nhiên liệu. Mục tiêu của bài học: một là nêu được khái niệm thành phần trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ. Hai là trình bày được phương pháp khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí dầu mỏ, một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu khí trong công nghiệp. Ba là nêu được khái niệm về nhiên liệu và các dạng nhiên liệu phổ biến ở trạng thái rắn, lỏng và khí. Và bốn là trình bày được cách sử dụng nhiên liệu gas, dầu hỏa, than, từ đó có cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu là khí gas, xăng, dầu hỏa và than trong cuộc sống. Hydrocarbon là thành phần chính của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí dầu mỏ. Hydrocarbon vừa là nguồn nguyên liệu, vừa là nhiên liệu, vừa là nguồn nguyên liệu khí. Chúng được khai thác và sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua các cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Một là dầu mỏ, khí dầu mỏ và khí thiên nhiên. Một nhỏ là khái niệm, thành phần và trạng thái tự nhiên. Hình 25.1 là sơ đồ cấu tạo của mỏ dầu. Gồm có các lớp khí, dầu và nước mặn. Các em quan sát. Và dầu mỏ là nhiên liệu. Hóa thạch có trong vỏ trái đất. Đầu tiên là dầu mỏ, là nhiên liệu hóa thạch có trong vỏ trái đất. Thành phần chính của dầu mỏ là các hydrocarbon. Thành phần dầu mỏ có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí mỏ dầu. Trong tự nhiên, dầu mỏ thường tập trung thành những khu vực lớn ở khu vực ở trong lòng đất, gọi là các mỏ dầu. Các mỏ dầu thường có 3 lớp. Thứ nhất là lớp khí ở phía trên, gọi là khí mỏ dầu, hay còn gọi là khí đồng hành. Khí mỏ dầu chứa chủ yếu là khí methane, chứa khoảng 75%, và một số hydrocarbon khí khác. Lớp thứ hai là lớp dầu lỏng có hòa tan khí ở giữa, là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon và một lượng nhỏ các hợp chất khác. Phần thứ ba là dưới đáy mỏ dầu là một lớp nước mặn. Đó là về dầu mỏ. Và bây giờ sang phần thứ hai. Bé nhỏ là khí thiên nhiên. Cũng là nhiên liệu hóa thạch ở trong lòng đất. Trong tự nhiên, khí thiên nhiên tập trung ở các mỏ khí dưới lòng đất hay rải rác thoát ra từ lớp bùn ở đáy ao. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là methane, khoảng 95%, nó cao hơn ở trong khí dầu mỏ. Và một số hydrocarbon khác như ethane, propane, butane. Trong khí thiên nhiên cũng có một lượng nhỏ carbon dioxide và nitrogen, tức là CO2 và N2. Nhưng mà thành phần chính là methane. Bây giờ ta sang nội dung hai nhỏ, phương pháp khai thác và chế biến. Á nhỏ, dầu mỏ và khí dầu mỏ. Khai thác dầu mỏ và khí dầu mỏ qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên đó là khoan và thu dầu và khí. Tiếp đến là loại bỏ tạp chất để thu được dầu thô, vận chuyển đến nhà máy lọc dầu bằng ống dẫn hoặc tàu chở dầu. Ba
Giai đoạn 1, giai đoạn 2. Giai đoạn 3. Tại nhà máy lọc dầu, dầu thô được xử lý bằng phương pháp chưng cất để thu được nhiều sản phẩm khác nhau ở các khoảng nhiệt độ khác nhau. Sau đó, dầu và khí sẽ được vận chuyển đến các cơ sở với các mục đích khác nhau. Bảng 25.1, ứng dụng của các sản phẩm chưng cất dầu mỏ. Phân đoàn khí hóa lỏng thì ứng dụng làm nhiên liệu và sưởi ấm, để sưởi ấm hoặc là bếp ga. Dầu nhẹ thì làm rung môi, nắp phuta lên. Nhẹ thì làm rung môi. Còn xăng dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong của ô tô xe máy. Dầu hỏa thì làm nhiên liệu cho động cơ phản lực. Dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ diesel và các lò nung. Dầu bôi trơn thì làm chất bôi trơn. Sáp, paraffin thì làm sáp bóng hoặc là sáp khoáng dầu. Và nhựa đường, nhựa đường nó ở trạng thái rắn, làm bề mặt nhựa, đường nhựa, giấy dầu lược mái. Naphtha nhé, ở đây naphtha. Còn khai thác và chế biến khí thiên nhiên thì khí thiên nhiên được khai thác bằng cách khoan xuống mỏ khí và khí sẽ tự phun lên do áp suất của các mỏ khí lớn hơn áp suất khí quyển. Sau đó khí sẽ được vận chuyển đến nhà máy xử lý nhằm đạt được chất lượng mong muốn trước khi phân phối đến các điểm tiêu thụ khác nhau. À, vậy có những cái mỏ khí thì chúng ta sẽ khoan mỏ khí xuống và sẽ khai thác. Hai lớn là nhiên liệu, một nhỏ là khái niệm và phân loại. Vậy hình 25.2, một số loại nhiên liệu phổ biến như gỗ, than thì chúng ta nhận xét đây là ở trạng thái rắn. Xăng, dầu diesel và xăng sinh học thì ở trạng thái lỏng. Khí thiên nhiên, khí mỏ dầu thì ở trạng thái khí. Và cái ứng dụng đầu tiên chúng ta thấy là dùng làm nhiên liệu. Vậy nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là các chất cháy được và khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. Nhiên liệu được phân loại trên một số cơ sở sau. Dựa trên trạng thái tồn tại thì nhiên liệu được phân thành nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí. Rắn như gỗ, than, lỏng như xăng, dầu, ethanol, khí như hydrogen, methane là CH4, methane, propane C3H8 và butane C4H10. Hai là cách sử dụng nhiên liệu. Trong cuộc sống hàng ngày, các nhiên liệu như xăng, dầu hỏa, gas hay than đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng của con người. Xe máy, ô tô và máy bay dùng nhiên liệu xăng. Và dầu hỏa. Ở nhiều nơi trên thế giới, ga là nguồn nguyên liệu chính để sưởi ấm, nấu ăn, vận hành các thiết bị máy móc. Còn than là nhiên liệu quan trọng trong các nhà máy nhiệt điện và công nghiệp luyện kim. Lựa chọn nhiên liệu phù hợp và sử dụng nhiên liệu một cách tiết kiệm, hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần tắt thiết bị khi không sử dụng, ưu tiên tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng, bảo dưỡng xe thường xuyên để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Nhiên liệu là các chất dễ cháy. Vì vậy, khi sử dụng vật liệu nhiên liệu cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn cháy nổ và hướng dẫn của nhà sản xuất. Xăng thì phải được bảo quản được trong bình, ta không đựng trong cái bình nhựa nhé. Đúng tiêu chuẩn, bình gas cần đặt ở nơi thông thoáng và xa nguồn nhiệt. Đồng thời, chúng ta nên kiểm tra thường xuyên để tránh rò rỉ, không đốt cháy than gas trong không gian kín, tránh nguy cơ ngộ độc khí. Cái này là ngộ độc khí CO.
Vậy bài học hôm nay các em đã học, cô tóm tắt lại đó là dầu mỏ và khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch dưới bề mặt trái đất. Dầu mỏ gồm hỗn hợp các hydrocarbon và các hợp chất khác. Khí thiên nhiên có thành phần chính là methane khoảng 95% và ethane, propane, butane. Phương pháp khai thác và chế biến là khoan thu khí và dầu từ mỏ dầu, trưng cất dầu mỏ để thu được sản phẩm khác nhau. Còn đối với khí thiên nhiên thì khoan xuống mỏ khí thiên nhiên và thu khí. Dầu mỏ, khí dầu mỏ và khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và làm vật liệu, làm nguyên liệu cho ngành hóa dầu. Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng. Nhiên liệu hóa thạch như khí mỏ dầu, khí thiên nhiên, xăng, dầu hỏa, dầu diesel, than đá được khai thác từ lòng đất và nguồn nguyên liệu chính hiện nay. Nhiên liệu là các chất dễ cháy nên khi sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Trữ lượng nhiên liệu hóa thạch có hạn, việc sử dụng nhiên liệu ngày càng gây ô nhiễm môi trường nên các chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Vậy cô đang hướng dẫn các em học xong bài 25 nguồn nhiên liệu. Đây là một bài mang tính chất lý thuyết và các kiến thức thực tiễn. Vì vậy các em sẽ nghe nhiều lần để chúng ta nắm được các thông tin này nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.